Dạ vâng, xin chào mọi người, anh chị em, cô bác. Hôm nay mình sẽ quay giới thiệu một chiếc máy ép trái cây dòng ép chậm mà mình vừa sửa chữa xong. Chiếc máy này là máy Hurom, hiệu Hurom của Hàn Quốc. Mình vừa sửa xong. Chạy ngon lành êm ru. Chiếc máy này là của một người khách hàng trong miền Trung, họ gửi về cho mình. Mà mình đã sửa xong, chuẩn bị đi ship trả lại. Người ta gửi qua hàng bưu điện. Mình thế xin nói thêm và giới thiệu, mình xin nhận tất cả, sửa chữa tất cả các loại máy ép trái cây dòng ép chậm trên nhận sửa trên toàn quốc nhá. Do vậy anh chị em, cô bác nào có máy ép trái cây bị hư hỏng mà thậm chí có qua sửa chữa mà vẫn chưa sửa chữa được thì mình vẫn xin nhận về sửa chữa lại. Xin bảo đảm sẽ sửa chữa được. Nếu xa quá thì gửi qua bưu điện như chiếc máy này cũng được. Về sẽ phải chỉ cho mình. Không thì điện thoại mình sẽ đến đến nơi mình lấy hoặc mình sửa luôn tại đó. Nhận tất cả các loại máy ép hãng Hàn Quốc hay là Mỹ, Đức, Australia, vân vân. Vậy anh chị em, cô bác nào có máy bị hư hỏng nặng, từ nặng đến nhẹ, nhẹ đến nặng, mình xin nhận về được, mình sửa được hết. Xin cảm ơn.